Việt Nam ông cha ta xây, bao ngàn năm dòng giống dòng tiên, lạc long quân Âu Cơ, anh hùng áo nâu Quang Trung đã đứng danh dùng bước giặc thù, giữ gìn núi sông thân yêu đã một lần thống nhất Việt Nam. Việt Nam anh hùng, một lòng chí trai nam nhi, hào hùng nữ nhi oanh y, rèn luyện võ công ngoài danh, đó chính là võ cổ truyền, cổ truyền Việt Nam. Từ năm châu muôn phương ta về đây xây dựng cơ đồ, làm rạng danh quê hương ông cha, tô hồng thêm dòng máu Việt Nam. Dòng sử xanh Lam Sơn, anh hùng nữ nhi trung vương đã vì dân vì nước diệt thù, bao tôn võ công mai danh, võ cổ truyền tổ quốc Việt Nam. Và du lịch tỉnh Hậu Giang, cùng các đồng chí là lãnh đạo các phòng ban thuộc sở cùng dự, xin nhiệt liệt hoan nghênh. Lãnh đạo thành phố xin được trân trọng giới thiệu ông Lưu Văn Vũ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Ông Võ Quốc Dũng, Phó trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố. Bà Nguyễn Thị Diễm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố. Cùng với các đồng chí lãnh đạo các đơn vị phường xã, các trưởng đoàn, huấn luyện viên, vận động viên, phóng viên, báo đài đặc biệt với sự cổ vũ nhiệt tình của